Kính thưa tất cả bà con, thì hôm nay tôi thì tên là Nguyễn Thanh Tòng, là thành viên của ban trị sự đình Vĩnh Mỹ. Thì đình Vĩnh Mỹ là một di tích lịch sử của tỉnh Bạc Liêu. Thì qua các cái thời kỳ là trước kia đình nó có cách đây khoảng 120 năm, thì được bà con ở bổn phố rất là tin tưởng, tín ngưỡng cái đình này có. Thì hôm nay thì chắc lẽ nói tiếp các cái đời trước của nó là sao, thì vẫn không đến hôm nay thì hàng năm vẫn thông lệ vào ngày 18, 19, 20 thì có tổ chức lễ cầu an để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc tới dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Rồi đó là cái ý nghĩa của ba ngày lễ nói trên. Tổ chức hoành tráng như hôm nay thì có nhờ sự công lao của các anh em mạnh thường quân á, đóng góp trong và ngoài nước, đóng góp về đây để cho ban trị sự tổ chức nó được hoành tráng. Ban trị sự thì chúng tôi cũng kêu gọi tất cả bà con kiều bào nước ngoài, mạnh thường quân ở trong nước và những người con của quê hương Bạc Liêu nói chung và Vĩnh Mỹ A nói riêng cùng nhau đóng góp để làm sao xây dựng cho cái đình làng Vĩnh Mỹ chúng ta ngày càng khang trang và đẹp hơn. Cuối lời xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Lời chúc năm mới được nhiều những sức khỏe, dồi dào hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay là cũng như là ngày 14 âm lịch đó, thì sẽ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra đại lễ kiện của đình Vĩnh Mỹ A đó. Cũng một cái phong tục tập quán rất là lâu năm của người dân Vĩnh Mỹ. Và bề dày lịch sử của đình thì đã trên 100 năm rồi. Nhưng mà đến hôm nay thì một số anh em và một số tình nguyện viên đã tích cực trong những ngày qua để làm việc, có thể là làm cả ngày lẫn đêm để phục vụ gia đình và phục vụ cho cái sự kiện này một cách tốt đẹp nhất. Thì cũng xin thay mặt cho đình và ban trị sự cảm ơn những anh em ngày qua đã hết lòng vì một sự kiện chung của quê mình, góp phần làm đẹp cho quê hương Vĩnh Mỹ A của mình lên. Dạ, cảm ơn. Thì cũng nhân dịp này thì cũng kêu gọi những người phương xa, những người con Vĩnh Mỹ và một số người ở lân cận địa phương mình đến địa bàn Vĩnh Mỹ A là đình Vĩnh Mỹ để tham gia lễ hội, một lễ hội ý nghĩa và hoành tráng này.